Lê Đăng Cá Đầu kính chào bà con. Hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dòng lưới đánh cá mương cá thiểu. Dòng này chiều cao là 90, mắt lưới là 3 phân và dài là 120 m. Mời bà con theo dõi cái video để xem được cái đánh bắt của cái dòng lưới này nó hiệu quả như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi video.